Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Việt US 1040. Đây là một tin thế giới của chúng tôi được thực hiện vào sáng ngày 21 tháng 7 năm 2020. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một số tin tức thế giới được tổng hợp rất nóng bỏng như sau. Thứ nhất là cập nhật COVID-19 toàn cầu tính đến ngày 21 tháng 7 năm 2020. Bản tin thứ hai đó là Mỹ đưa 11 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị trừng phạt vì người Di Ngô Nhĩ. Bản tin thứ ba, lũ lụt ập đến Ấn Độ và Nepal. Bản tin thứ tư, nước hồ chứa đập Tam Hiệp Trung Quốc cao kỷ lục. Bản tin số 5, số người Việt ở châu Phi bị COVID-19 bị nhiễm COVID-19 tăng lên 120 người. Bản tin thứ 6, nhiều nước tăng mức phạt người dân không đeo khẩu trang. Bản tin thứ 7, hai vaccine mới nhất trị COVID-19 của Anh và Trung Quốc tạo ra những phản ứng miễn dịch trên người. Sau đây là chi tiết của toàn thể các bản tin. Cập nhật tình hình COVID-19 toàn cầu tính đến ngày 21 tháng 7 năm 2020. Theo số liệu thống kê của trang web Dometry Info cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 21 tháng 7 theo giờ Á Châu, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 14.830.769 ca, trong đó có 612.251 người đã thiệt mạng. Dịch bệnh này đến nay được ghi nhận đã lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 8.888.638 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh. Số ca nguy kịch giảm xuống còn 59.749 ca và 5.329.880 ca đang phải điều trị tích cực. Ngày 21 tháng 7, thế giới có 128 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận COVID-19 mới. 83 quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Xu thế đại dịch bùng phát rõ ràng hơn và cho thấy nó đang trở lại. Trong một ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với COVID-19 nhiều nhất thế giới, đứng đầu là Mỹ với 58.478 ca. Thứ hai là Ấn Độ là 36.810 ca và Brazil là 18.750 ca. Trong khi đó, ghi nhận vì tử vong là Ấn Độ là 596 ca, Brazil là 587 ca và Mỹ là 434 ca. Tin cụ thể về một số nước như sau. Tin về nước Mỹ, Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với 3.957.024 ca nhiễm và 143.723 ca tử vong. Một tin đặc biệt từ nước Mỹ là Tổng thống Trump vừa lên Twitter test lên một cái hình ảnh mình đeo mặt nạ và gọi đó là yêu nước. Tổng thống Donald Trump đã Twitter một hình ảnh đeo mặt nạ và gián tiếp gọi hành động này là yêu nước vào thứ hai, gây sự chú ý cho nhiều người. Bản tin thứ hai từ nước Mỹ đó là Hiệp hội Giáo dục của tiểu bang Florida, một liên đoàn giáo viên lớn nhất của bang này, ngày 20 tháng 7 đã kiện thống đốc bang Florida vì chính quyền của ông hối thúc việc mở cửa hoàn toàn các trường công lập từ tháng tới, ngay cả khi số ca nhiễm COVID-19 vẫn còn đang tăng tốc. Tổ chức này đã cáo buộc ông thống đốc tiểu bang Florida, vốn là thành viên đảng Cộng Hòa, và các quan chức khác của bang đã vi phạm sứ mệnh được quy định trong hiến pháp là bảo vệ các trường công lập an toàn và an ninh. Theo đó, liên đoàn giáo viên yêu cầu một tòa án tại Miami ra phán quyết ngăn chặn sắc lệnh mở cửa trường học lại của thống đốc. Tin đặc biệt từ Pháp, Pháp thông báo đã ghi nhận từ 400 đến 500 ổ dịch COVID-19 nhưng không có dấu hiệu cho thấy nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này. Những ổ dịch hiện nay có liên quan tới các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và các trung tâm chăm sóc như nhà dưỡng lão. Những ổ dịch khác có liên quan tới các cuộc tụ họp gia đình vào dịp nghỉ hè. Mặc dù khẳng định ở thời điểm hiện tại Pháp vẫn chưa phải đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai, song Bộ trưởng Y tế Pháp nhấn mạnh việc đeo khẩu trang vẫn bắt buộc,
tại tất cả không gian kín của các cửa hàng, các khu chợ trong nhà, các tòa nhà hành chính. Những người chấp hành không chấp nhận việc thực thi việc này có thể bị phạt tới 135 euro, tức là tương đương 155 đô. Tin từ Nga, ngày 20 tháng 7, Nga có số ca mắc Covid cao thứ tư thế giới và đã ghi nhận thêm 5.940 ca mắc trong 24 giờ qua. Đây là lần đầu tiên Nga thông báo số ca mắc dưới 6.000 kể từ cuối tháng 4 vừa qua. Cũng trong 24 giờ qua, Nga xác nhận thêm 85 ca không qua khỏi do Covid-19, số ca tử vong trong ngày thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 5. Như vậy, nước này hiện nay ghi nhận tổng cộng 777.486 ca mắc Covid-19, trong đó có 12.427 ca đã tử vong. Tin đặc biệt từ nước Nhật, số ca nhiễm mới ở Tokyo đã giảm xuống dưới mức 200 ca. Song đáng chú ý, trong số ca nhiễm mới 118 ca không thể xác định đường lây nhiễm, 32 ca được cho là nhiễm bệnh ở các khu vui chơi giải trí về đêm, trong khi 13 ca nhiễm khi ăn tối bên ngoài và 11 người khác từ các thành viên trong gia đình. Cùng với Tokyo, số ca nhiễm mới ở tỉnh Osaka của Nhật cũng đang tăng đáng báo động. Tỉnh này phát hiện thêm 89 ca nhiễm mới, cao thứ hai kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở đây lên 2.420 ca, con số cao nhất theo ngày trước đó là 92 ca, tức là vào ngày 9 tháng 4. Tin Hàn Quốc, thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch Hàn Quốc gọi là KDC, ghi nhận 26 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca lây nhiễm trong nước. Đây là cũng là lần đầu tiên trong 2 tháng qua số ca nhiễm trong cộng đồng ở mức một con số, đồng thời sự chuyển biến mạnh so với ngày 19 tháng 7 ghi nhận số trường hợp lây nhiễm trong nước nhiều hơn số ca nhiễm nhập cảnh. Trong số trường hợp nhiễm mới ở trong nước có 2 ca ở thủ đô Seoul. Hàn Quốc đã ghi nhận gia tăng số ca mắc COVID-19 nhập cảnh, chủ yếu là các công nhân trở về từ Iraq và một loạt ca nhiễm trên các tàu treo cờ Nga cập cảng ở thành phố Busan của miền Nam Hàn Quốc. Tin đặc biệt thứ hai, Mỹ đưa 11 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị trừng phạt vì người Di Ngô Nhĩ. Bộ Thương mại Mỹ ngày 20 tháng 7 thông báo đã đưa 11 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị trừng phạt vì liên quan đến các vi phạm nhân quyền với người Di Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Những công ty này sẽ không thể mua hàng từ các công ty Mỹ nếu không được chính phủ Mỹ chấp thuận. Đây là nhóm công ty thứ ba tại Trung Quốc bị Mỹ liệt vào danh sách đen sau hai đợt trước 37 thực thể bị Washington công bố trừng phạt vì liên quan đến cáo buộc chiến dịch đàn áp tại Tân Cương. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói cách xử sự của Trung Quốc với người Di Ngô Nhĩ là vết nhơ thế kỷ. Tin đặc biệt thứ ba, lũ lụt ập đến Ấn Độ và Nepal, gần 4 triệu người sống tại bang Assam ở đông bắc Ấn Độ và nước láng giềng Nepal đã phải sơ tán vì mưa lớn gây lũ lụt ở khu vực này khiến hàng chục người mất tích, trong khi số người chết đã tăng lên ít nhất đến 189 người. Tại Nepal, cơ quan dự báo thời tiết Nepal cho biết những cơn mưa lớn sẽ tiếp tục đổ ập xuống phần diện tích của nước này trong 4 ngày tới, tính tới ngày 20 tháng 7. Chính phủ Nepal đã yêu cầu cư dân dọc vùng đồng bằng phía Nam phải cảnh giác vì những cơn mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục gây lũ ở khu vực này. Các quan chức Nepal cho biết từ tháng 6 đến nay các đợt lũ và lở đất đã giết hơn 100 người. Cảnh sát Nepal thông tin khoảng 110 người đã chết và 100 người khác bị thương khi sạt lở, lũ quét cuốn trôi nhà cửa, đường phố và các cây cầu, buộc nhiều người ở trong 26 trên 77 quận của nước này phải sơ tán. Được biết rằng lở đất và lũ quét khá phổ biến tại Nepal và bang Assam, Bihar của Ấn Độ trong mùa mưa hàng năm, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Bản tin đặc biệt về tình hình đập nước Tam Hiệp của Trung Quốc. Nước hồ chứa đập Tam Hiệp Trung Quốc cao kỷ lục. Tin mới nhất, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã cao tới 164.18 mét, mức cao kỷ lục trong suốt mùa lũ kể từ lúc con đập này được xây dựng. Người ta ghi nhận hơn 500 di tích văn hóa từ cầu cho tới tường thành cổ bị hư hại tại 11 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc ngày 19 tháng 7 cho biết
chỉ tính đến đầu tháng 7 tới nay, đã có 23.85 triệu dân ở 28 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong khoảng thời gian này, lũ lụt khiến 16 căn nhà bị đổ sập. Là 16.000 căn nhà bị đổ sập và gây ra những thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 64.39 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với 9.21 tỷ đô đó quý vị. Bản tin thứ năm, số người Việt ở châu Phi bị nhiễm COVID-19 tăng lên 120 người. Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, chiều 16 tháng 7 đã có 120 công nhân và quản lý người Việt ở châu Phi mắc COVID-19, tăng hơn trước 4 người. Theo đó, Bộ Y tế Việt Nam cho biết 3 công ty có người lao động và quản lý đang làm việc tại Guinea-Bissau thuộc châu Phi đã gửi thông báo cho biết số ca mắc COVID-19 trong đoàn công nhân và cán bộ 219 người tiếp tục tăng thêm. Hiện là 120 người mắc bệnh, tăng 4 người so với báo cáo trước. Trong số này có 22 người đang được theo dõi tại 2 bệnh viện và 8 người theo dõi tại các khu cách ly khách sạn. 15 người còn lại vẫn còn đang trong quá trình xác minh. Về tình hình sức khỏe của công nhân thì người ta ghi nhận như sau. Có 47 người bị tức ngực, chiếm 38.5%. 33 người có ho đau họng, chiếm 28%. 16 người đau đầu và 13 người sốt. Trong số 120 bệnh nhân có 46 người có bệnh mãn tính kèm theo là nhóm dễ biến chứng hơn như loét dạ dày, cao huyết áp, tim mạch, viêm phế quản. Ngoài 120 bệnh nhân COVID-19 còn 7 người phải nhập viện để theo dõi khác, 3 người bị sốt rét, 1 người trong đó vừa sốt rét vừa COVID-19. Hiện Bộ Y tế, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội của Việt Nam cùng 3 công ty chủ quản của 219 công nhân và quản lý này đang phối hợp để sớm đưa công dân trở về Việt Nam. Bản tin đặc biệt thứ 6, nhiều nước tăng mức phạt người dân không đeo khẩu trang. Tại Pháp, kể từ hôm 20 tháng 7, những người không tuân thủ sắc lệnh mới buộc phải đeo khẩu trang tại những không gian công cộng trong nhà, kiểu như các cửa hàng, siêu thị, sẽ đối mặt với mức phạt 135 euro, tương đương 154 đô. Từ ngày 24 tháng 7, việc đeo khẩu trang hoặc dùng một dụng cụ nào đó để che mặt trở thành yêu cầu bắt buộc tại các cửa hàng của Anh để đề phòng lây nhiễm virus corona. Theo trang iNews, những người vi phạm sẽ bị mức phạt 100 bảng Anh, tương đương 125 đô, nhưng sẽ giảm xuống còn 50 bảng, tương đương 63 đô nếu thanh toán trong vòng 14 ngày. Trước Pháp, Anh và nhiều nước khác ở châu Âu như Scotland, Tây Ban Nha, Đức, Ý đầu tuần vừa rồi cũng đã áp dụng các quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Tại Úc, lần đầu tiên buộc đeo khẩu trang từ ngày 23 tháng 7 tại bang Victoria. Theo cái trang Insider, cảnh sát Oman ngày 19 tháng 7 thông báo đã tăng mức phạt từ 20 rial Oman tương đương 52 đô lên 100 rial Oman tương đương 260 đô với những trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định tại các khu vực công cộng, bao gồm mọi hoạt động thương mại, công nghiệp, công sở, phương tiện công cộng và những nơi khác tại Oman. Trong khi đó, tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói là sẽ không bắt buộc người dân đeo khẩu trang. Bản tin đặc biệt thứ 7, hai vaccine COVID-19 mới của Anh và Trung Quốc tạo ra phản ứng miễn dịch trên người. Tại Anh, thuốc thử nghiệm đầu tiên tiến hành với 1.000 người trưởng thành ở Anh, kết quả cho thấy vaccine đã tạo ra các phản ứng miễn dịch tế bào T và kháng thể mạnh chống lại COVID-19. Đây là tin tức rất tích cực. Thủ tướng Anh Boris Johnson, người từng mắc COVID-19, đã viết trên Twitter là chúc mừng các nhà khoa học và những nhà nghiên cứu tài giỏi hàng đầu thế giới của chúng ta tại Đại học Oxford. Cũng như việc phát triển kháng thể trong máu, các bệnh nhân sử dụng vaccine đã phát triển phản ứng tế bào T, giúp cơ thể họ xác định và tiêu diệt virus. Tại Trung Quốc, hãng tin Tân Hoa Xã tối 20 tháng 7 đưa ngay thông tin một cuộc thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 2 của Trung Quốc cho thấy vaccine an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch. Các nghiên cứu trên đều là các cái nghiên cứu thử nghiệm giai đoạn 2 được công bố trên tạp chí y khoa nổi tiếng Lancet ngày 20 tháng 7. Đây được xem là một bước đi lớn trên chặng đường tìm ra vaccine COVID-19 hiệu quả và an toàn để sử dụng rộng rãi.
Các tác giả của các nghiên cứu nói rằng họ cũng gặp phải tác dụng phụ từ các ứng viên vaccine trên. Họ cảnh báo cần có thêm nghiên cứu, đặc biệt những người có độ tuổi lớn hơn, những người dễ nguy cơ tử vong vì COVID-19. Một đồng tác giả nghiên cứu đến từ Đại học Oxford nói rằng kết quả trên nói chung là có triển vọng. Nếu vaccine của chúng tôi hiệu quả, đây sẽ là một lựa chọn đầy triển vọng vì những loại vaccine như thế này có thể được sản xuất với quy mô lớn. Nhà khoa học này đã nói như vậy. Kính thưa quý vị, bản tin cuối cùng liên quan đến hai vaccine mới của Anh và Trung Quốc đã kết thúc chương trình Tin Thế Giới của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị thấy các video của chúng tôi về một tin thế giới là hữu ích và thú vị, xin mời quý vị dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share, ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị tại chương trình Tin Thế Giới vào ngày mai. Một lần cuối xin kính chào và chúc sức khỏe quý vị.